bộ The Great Master, những bậc thầy vĩ đại mà anh đặt là về rồi nè ha. Full bộ 30 phần. Mỗi phần ở trong này là gồm có sách và hai cái đĩa LP. Mình có đây là phần số 10 nè. Paganini nè, đây là phần số 9 là Chopin nè. Phần số 8 là Berlioz nè. Phần số 7 là Schubert và Mendelssohn. Phần số 6 là Beethoven. Beethoven 2. Phần số 5 là Beethoven 1. Phần số 4 là mình có Mozart. Phần số 3 là Handel và Haydn. Phần số 2 là Bach. Phần số 1 là Vivaldi ha, giao hưởng 4 mùa. Bộ này ở ngoài thì là một cái hộp màu đỏ ha, bìa chữ nhũ vàng với các cái bài với các cái tác phẩm được ghi rõ trên mặt hộp như này. Còn ở trong thì mình sẽ có một cái cuốn dạng sách như này, bìa bìa giả da màu đen ha, chữ nhũ vàng nè. Đó, và ở trong mỗi cái phần này mình sẽ có hai cái đĩa LP. Trước tiên là mình sẽ nhìn thấy cái chữ The Music Collection of the Great Master ha, những bậc thầy vĩ đại. Và cái đĩa ở trong, đĩa còn rất là mới ha. Mình có cái phần số 1, cái này là phần giao hưởng 4 mùa của Vivaldi Op 8 nè. Dàn hàng dàn nhạc giao hưởng Moscow. Rồi ở cái đĩa số 2 thì mình cũng sẽ thấy các cái bản concerto for violon cello ha. Concerto. Đó. Phần lớn là dàn nhạc giao hưởng Moscow trình diễn. Ngoài ra còn có một số cái dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng khác nữa. Đó. Trình bày như này rất là đẹp, rất là sang trọng. Đó, cái bìa này rất là đẹp. Ở trong này có các cái hình họ giới thiệu về tiểu sử của Vivaldi và các cái tranh ảnh rất là đẹp. Đẹp lắm. In màu rất là đẹp. Đây là một cái bộ mà nó đáng giá rất là rẻ. Tính ra mỗi cái phần như này chưa tới 500 ngàn. Mình có 30 phần mà mỗi phần chưa tới 500 ngàn. Giá trị của nó rất là lớn. Đó, rất là đẹp ha. In hình màu làm rất là sang trọng. Đây mình có phần số 1 của Vivaldi ha, số 2 của Bach, số 3 của Handel và Haydn, số 4 là của Mozart, số 5 và số 6 là Beethoven, số 7 là Mendelssohn, số 8 là Sibelius, số 9 là Chopin và số 10 là Paganini. Phần 11 là Wagner nè ha, 12 là Ram, 13 là Bizet, 14 là Saint-Saëns, 15 Glinka, 16, 17 là Tchaikovsky, 18 là Dvorak, 19 là Grieg, Sibelius, 20 là Debussy và Ravel, 21 là Rachmaninoff, Bartok, 22 là Stravinsky, 23 là Prokofiev, 24 là Shostakovich, 25 là Beck 2, 26 là Mozart 2, 27 là Schumann, 28 là Verdi, 29 là Puccini và Strauss 30. Đủ 30 phần ạ. Full bộ 30 ha. Shop M&D Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi em vừa giới thiệu đến cả nhà mình bộ The Great Master ha, những bậc thầy vĩ đại đĩa LP. Thì bộ đó có giá là 15 triệu rồi cả nhà ha. Nếu mà cả nhà mình chuyển tiền hết thì em sẽ đóng gói lại và gửi đi cho cả nhà mình. Bộ đó nó nặng 75 kg cả nhà ha. Rồi, em lại tiếp tục khui các cái đĩa LP cả nhà ha, để giới thiệu đến cả nhà mình. Trước khi đi vào giới thiệu thì em về được hai cái bộ phono box ha. Đây là những cái bộ phono box xài cho kim em nha cả nhà. Con này là con Yamaha ha, Nitro Sound nè, Phono Equalizer ha, HA5. Con này có một đường in và một đường out cả nhà ha, một đường in và một đường out. Mình sẽ cắm từ cái đầu đĩa thang vào đây và một cái đường để vào các cái âm ly cả nhà ha. Con này có giá 2 triệu 500 ngàn cả nhà. Rồi, tiếp theo đó là một cái con Tick PA4 cả nhà ha, Phono Amply Music.
Con này cũng dành cho các cái đĩa than, đầu đĩa than MM cả nhà ha. Nhưng mà đặc biệt cái con này nó có tới hai đường vào, hai đường ra. Đây nó có hai đường vào cả nhà. Hàng trên này là đường vào này, gồm có đầu phono A và đầu phono B ha. Còn ở dưới là đường ra cả nhà ha, hai đường vào và hai đường ra. Mình xài đầu số 1 thì cắm trên này và xuống này, đầu số 2 thì cắm trên này và xuống này cả nhà ha. Đó. Tất cả những con này đều sử dụng điện 100V cả nhà ha, và đều có giá là 2 triệu 500 ngàn hết. 2 triệu 500 ngàn hết cả nhà ha. Rồi bây giờ em đi giới thiệu đến cả nhà mình các cái đĩa phono, đĩa LP mà em vừa mới về. Thì đây là một cái đĩa nhạc kịch cả nhà ha, của Johann Sebastian Bach, nhạc kịch cả nhà. Ostfrander cả nhà ha. Ostfrander của nhạc kịch. Thì cái đĩa này em bán cho nhà mình với giá rẻ thôi, có 100 ngàn à. Đĩa của hãng Derato còn rất là mới cả nhà ha. 100 ngàn. Nhạc kịch Edaro. Nhạc kịch Ostfrander. Đó. Đĩa còn rất là mới ha. Rất là mới. Cái đĩa này là đĩa một cái buổi hòa nhạc cả nhà ha, được tổ chức vào năm 1939 Thu Lai. Cuộc khổ hạnh của Chúa Giêsu trên cây thánh giá cả nhà. Thì cái đĩa này em cũng bán cho cả nhà mình với giá rẻ thôi, chỉ có 200 ngàn thôi. 200 ngàn ha. Đĩa của hãng Fontana còn rất là mới rồi cả nhà. Dạ. 200 ngàn ha. Em thấy nó đẹp đẹp em mua, chứ còn bán 200 là coi như là hồi vốn cả nhà ha, chẳng có lời gì cả. Cả nhà mình mua từ 2 cái trở lên thì em mới bao ship nha, mua 1 cái em không bao ship. Đây là bản giao hưởng số 4 của Brahms. Đĩa này là đĩa của hãng Thiên Thần. Thiên Thần, hãng Thiên Thần ha, hãng đĩa Thiên Thần. Đĩa này có giá 250 ngàn, cũng rất là mới cả nhà ha. Mới tin nè. Bản giao hưởng số 4 ha, cả nhà ha. Bản giao hưởng số 4 của Brahms. Ở đây mình có dàn nhạc Berlin và dàn nhạc Viên nè ha. Hai dàn nhạc nổi tiếng của Đức và Áo cả nhà ha. Ở đây mình có một cái đĩa The Great History, The Great Hit của Henry Mancini ha. Đây là một nhà chỉ đạo chỉ huy dàn nhạc cả nhà ha, chỉ huy dàn nhạc. Ở trong đây là hai cái đĩa Victor gần như là mới. Hai cái đĩa Victor. Hai cái đĩa Victor rất là mới cả nhà ha. Dạ. Thì cái đĩa Great Hit của Mancini này, bộ đôi hai đĩa này có giá 600 ngàn cả nhà ha. 600 ngàn. Chữ là chữ nhũ bạc cả nhà ha. Đó, chữ nhũ bạc nè. Cái hộp làm rất là sang trọng. Một cái đĩa Best and Paul của Paul Marriott ha, chữ nhũ vàng ở đây. Thì đĩa này là của Philip ha, hai cái đĩa Philip rất là mới. Ở bên đây mình sẽ có các cái tác phẩm mà được trình diễn trong đây nè ha. Love Me Please Love Me nè. Mommy Blue nè, Mommy Blue cả nhà ha. Nocturne ha, Bonapop nè. Đây là Love Story nè ha. Sound of Silence nè cả nhà. Aquarius nè, đó. Hai cái đĩa rất là mới của Philip cả nhà ha, mới tinh. Hai đĩa mới tinh ha. Dạ. Yeah. Hai đĩa mới tinh. Best and Paul. Best of Paul Marriott. Rồi. Hai cái đĩa này 1 triệu giúp em nha. 1 triệu. Của Paul Marriott cả nhà ha. Em về tiếp một cái đĩa Golden Collection của Paul Marriott nữa ha. Đĩa này cũng của Philip. Hôm trước em về lại một bán, em bán một bộ này đi Bình Dương rồi. Đây lại về thêm đĩa này nữa. Vẫn 500 ngàn giúp em nha cả nhà. Dạ, 500 ngàn. Rồi, có mấy lần em bán cái đĩa mà Abba Great Hits 2 thì có mấy bác hỏi em là Great Hits 1. Great Hits 1 là đĩa nào? Thì chắc em nghĩ này là đĩa Great Hits 1 rồi cả nhà. Cả nhà mình nếu mà có đĩa Great Hits 2 rồi thì đây là đĩa Great Hits 1 nè. Trong đây có bài SOS nè ha. Ring Ring. Mama Mia ha. Waterloo nè cả nhà. Fernando nè. Đó. Thì em nghĩ đây là cái đĩa Great Hits 1 đó nha. Đĩa này của hãng Atlantic cả nhà ha. Còn mới tin nè.
Rất là mới cả nhà ha, rất là mới. Đây là cái clip của nó cả nhà ha. Rồi đĩa này 500 ngàn giúp em nha, 500. Cả nhà mình cứ mua 2 đĩa trở lên thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mà mình nha. Và em sẽ đóng gói bằng các cái gói của bên Nhật gửi về. Đây, các cái gói bên của Nhật người ta gói như thế này thì em gói lại y chang như thế em gửi cho cả nhà mình. Tiếp theo là hai cái đĩa Abba Greatest Hits 24 cả nhà ha. Đĩa này là đĩa 24 bài hit của Abba. Dancing Queen, Hey Hey Helen, Honey Honey, Mama Mia, Wateklo. Rồi, hai cái đĩa này 900 ngàn giúp em nha. Hai cái đĩa này 900, hai đĩa. Ở đây mình có hai đĩa cả nhà ha. Một cái đĩa Ritz Hit 241 và đĩa một cái đĩa Ritz Hit 242. Hai đĩa này 900 ngàn giúp em. Mình có một cái đĩa giao hưởng số 9 của Beethoven và giao hưởng số 2. Giao hưởng số 9 và giao hưởng số 2 của Beethoven cả nhà ha. Cái đĩa này hôm đó là em mua 6.200 yên cả nhà, tương ứng với khoảng 1.2 á. Không biết bữa đó là sao, tại sao em lại mua tới 1.2 vẫn. Chắc là nhìn nhầm cái số 6 rồi. Thì ở trong đây nó có mấy đĩa, hai đĩa cả nhà. Hai đĩa của Đề Nông cả nhà ha. Ở đây có cái chữ Đề Nông này, hai đĩa của Đề Nông. Đây hai đĩa ha, hai đĩa của Đề Nông đây. Ô đĩa mới lắm cả nhà, đĩa mới lắm. Đĩa như mới luôn. Đĩa như mới luôn ha. Đây là giao hưởng số 9 cả nhà ha. À, cái đĩa này là bản giao hưởng số 9 nè. Đĩa này là bản giao hưởng số 9 nè. Còn cái đĩa này là bản giao hưởng, chắc là bản giao hưởng số 2 rồi. Bản giao hưởng số 2 cả nhà ha. Thì cái bản giao hưởng số 9 là cái bản mà hay nhất của Beethoven cả nhà ha. Trong cái bản giao hưởng số 9 đó em nhớ là hình như là có cái đoạn của thư gửi Elise hay sao á. Thì hai cái đĩa này bữa em mua là 1.200.000 cả nhà. 6.000 yên, 6.000 yên là 1.200.000. Em lỗ tiền ship cả nhà ha. Em bán cho cả nhà mình 1.200.000 đi. Và bắt đầu lấy hai cái đĩa bản giao hưởng số 9 và bản giao hưởng số 2 của Beethoven cả nhà ha. Beethoven do Schuiner chỉ huy dàn nhạc cả nhà ha. Dàn nhạc giao hưởng Berlin cả nhà. Đĩa thì còn rất là mới rồi. Và đây là cái đĩa tinh hoa của Beethoven này cả nhà ha. Ở đây là Ivan Moravec chỉ huy dàn nhạc nè. Beethoven là người nhà soạn nhạc cả nhà ha. Ở trong đây mình có Moonlight Sonat ánh trăng. Pathetic Sonat, bản Sonat thương cảm cả nhà ha. Và cuối cùng là thư gửi Elise, for Elise. Thì cái đĩa này là một cái đĩa tinh hoa cả nhà ha. Đĩa này tinh hoa. Đĩa này là đĩa tinh hoa của Philip, của Beethoven. Đĩa này thì em bán cho cả nhà mình với giá 700 ngàn ha. 700 ngàn cái đĩa Philip này, rất là mới. Tinh hoa của Beethoven nằm trong cái đĩa này, được làm rất là sang trọng ha, chữ nhũ vàng cả nhà. Và cuối cùng đó là cái bộ baroque cả nhà ha. Bộ baroque này thì hôm trước em về thì em bán ngay, và có một số bác thì dặn em là có, khi nào có thì báo. Thì đây là bộ 5 đĩa ha, bộ để 5 đĩa CD chọn lọc của các cái nhà soạn nhạc trong thời giai đoạn baroque cả nhà ha. Trong đó mình có là đây là Johann Sebastian Bach nè. Đây là Johann Sebastian Bach nè. Đây là Handel nè cả nhà ha. Và đây là của Vivaldi nè. Đây là Albinoni và Corelli cả nhà ha. Đó. Cùng với một cái bảng chữ màu vàng ha, giới thiệu giai đoạn baroque cả nhà ha. Đó thì bộ 5 đĩa này sẽ được em bán với giá như cũ là 3 triệu cả nhà ha. Cả nhà mình chuyển cho em 3 triệu em bao ship tận nhà cho cả nhà mình. Rồi, em xin dừng clip tại đây. Bác nào quan tâm đến những đĩa trên thì liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip ha. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.